cái phim á hả? Lên luôn. Ủa sao uống nước ngọt? Vì niềm vui đó chị. Ngày đánh răng có bốn. Chưa. Vui thôi. Cái ăn gì kịp. Đi qua ăn mình không nghe. Lấy cái ghế rồi nè. Cầm ngồi nước, từ từ thôi. Để làm đó anh. Bạn ngồi chín người mà nãy giờ không có gì dư luôn. Có còn cái gì nữa đâu. Cái này hơi mỏi tay thiệt các bạn. Không nói em lên lon cho. Có biết cái này nằm đây đâu. Trời nãy đó. Tụi em phụ trách lên lon mày mà.